Chào mừng các bạn quay trở lại với Facebook Marketing Ultimate 5.0 và tiếp tục với cái chuỗi bài giảng liên quan đến quảng cáo chuyển đổi thì trong bài học hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái tư duy để triển khai cái quảng cáo Facebook conversion thành công các bạn nhé. Thì chạy quảng cáo chuyển đổi Facebook thì nó khác hoàn toàn với chạy quảng cáo Messenger hay là chạy quảng cáo tương tác ở trên Facebook các bạn nhé thì cái quảng cáo chuyển đổi ở trên Facebook thì như video lần trước mình có chia sẻ thì chúng ta cần phải có một cái con Facebook Pixel thì Facebook Pixel nó sẽ giúp cho chúng ta đo lường những cái hành động mà khách hàng họ thực hiện ở trên các cái trang bán hàng của chúng ta các bạn nhé từ đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta tối ưu được tìm ra được những cái khách hàng nào mong muốn mua hàng sản phẩm của chúng ta các bạn nhé chỉ vì vậy nên trước khi chúng ta bắt đầu quảng cáo chuyển đổi chúng ta phải hiểu rằng để cho con pixel Facebook nó khôn lên thì chúng ta phải cần cho nó học được hai điều. Điều đầu tiên để chỉ là nó học được ở từ cái chỉ những hành vi ở trên Facebook như là hành vi khách hàng nhắn tin cho chúng ta này, hay là tương tác này, hoặc là những hành vi về lượt xem video chẳng hạn. Và cái học ở một nơi tiếp theo đó chỉ là học ở trên cái landing page hoặc website nơi mà chúng ta có cái đặt cái pixel và khi khách hàng họ truy cập vào họ thực hiện những hành động ở trên website thì cái pixel chúng ta sẽ học được những hành vi đó và mình thường thấy rằng là hầu đá các bạn khi bắt đầu chuyển, chạy chuyển đổi ấy thì uh, các bạn thường là chạy luôn cái quảng cáo chuyển đổi chứ không qua cái giai đoạn để cho con pixel nó học và nó tiếp uh, tích tụ cái data dần lên và làm lớn cái data pixel nên là cái chiến dịch quảng cáo của các bạn ấy thường là sẽ bị fail nhiều hơn là thành công các bạn nhé vậy thì để cái giải quyết cái vấn đề này thì trong bài học hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái, cái tư duy để chúng ta triển khai cái quảng cáo facebook conversion à, cho được hiệu quả các bạn nhé thì trước khi mà chạy cái quảng cáo chuyển đổi cái facebook conversion thì chúng ta cần phải chạy một vài cái chiến dịch để giúp cho con pixel của facebook nó học được những cái data thì đầu tiên mà chúng ta hãy chạy nhất đó chính là chiến dịch video chiến dịch thứ hai mà chúng ta thường chạy ấy, đấy chính là chiến dịch tin nhắn và cái loại chiến dịch thứ ba mà chúng ta cần phải chạy ấy, đấy là chiến dịch lưu lượng truy cập các bạn nhé thông thường thì chúng ta sẽ chạy ba cái loại chiến dịch này chiến dịch video chiến dịch tin nhắn chiến dịch lưu lượng truy cập nhưng mà ngoài ra chúng ta có thể chạy thêm là chiến dịch à, lượt tương tác thì những chiến dịch này sau khi chúng ta set up chúng ta cần phải làm cái gì đấy chỉ là chúng ta cần phải bật sáng cái pixel ở phần cuối của, của, của phần quảng cáo của mỗi chiến dịch các bạn nhé tất cả những chiến dịch này khi mà chúng ta setup chiến dịch chúng ta phải nhớ là chúng ta phải bật sáng cái pixel ở cái phần setup quảng cáo để đảm bảo rằng cái việc pixel nó học được những data trong quá trình chúng ta chạy những chiến dịch video tin nhắn lưu lượng truy cập hoặc là lượt tương tác nó được đảm bảo là pixel nó sẽ học được những cái cái dữ liệu khách hàng các bạn nhé thì với chiến dịch video chiến dịch tin nhắn hoặc là chiến dịch lượt tương tác thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ làm giàu dữ liệu cho con pixel từ cái nguồn facebook còn đối với tí, uh, chiến dịch uh, lưu lượng truy cập thường thì chúng ta sẽ sử dụng là lưu lượng truy cập vào website hoặc landing page thì uh, cái dữ liệu làm giàu co, cho con pixel là dữ liệu từ website hoặc là landing page các bạn nhé thì uh, tất cả những chiến dịch này đều giúp cho con pixel chúng ta dự, uh, càng ngày càng uh, thu thập thêm nhiều dữ liệu của khách hàng hơn các bạn nhé sau đó khi mà pixel chúng ta đã giao được cái dữ liệu của khách hàng thì chúng ta mới bắt đầu tạo cái chiến dịch là quảng cáo facebook conversion hay quảng cáo chuyển đổi của trên facebook các bạn nhé vậy thì những cái chiến dịch video chiến dịch tin nhắn lưu lượng truy cập hay là lượt tương tác thì sẽ giúp cho chúng ta thu thập được những cái tệp đối tượng nào ạ à. thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây đối với cái chiến dịch lượt xem video thì chúng ta sẽ có cái tệp là lượt xem video 25% 50%, 75%, 95% và 100% các bạn nhé Còn đối với chiến dịch uh, tin nhắn thì chúng ta sẽ có là lượt uh, số lượt quan hệ kết nối mới qua tin nhắn. Đối với cái chiến dịch uh, lưu lượng truy cập thì chúng ta sẽ có cái uh, tệp là số lượt uh, xem trang đích đúng không ạ? Số lượt xem trang đích. Hoặc là chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là trong quá trình chúng ta chạy cái lưu lượng truy cập vào cái trang landing page bán hàng thì vô hình chúng ta sẽ sẽ gặp phải những cái lượt mua hàng từ khách hàng từ những lượt truy cập, lưu lượng truy cập đấy và những cái lượt này cũng sẽ làm giàu cái data của cái con pixel facebook của chúng ta lên các bạn nhé và với uh, chiến dịch lượt tương tác thì chúng ta sẽ thu được những cái lượt like comment hoặc là inbox vào cái fanpage của chúng ta thì từ tất cả những cái tệp đối tượng này thì chúng ta sẽ uh, sẽ kéo nó lên thành những cái tệp là tệp lookalike hay là tệp đối tượng tương tự và từ đó mở rộng cái chiến dịch của chúng ta và tiếp tục làm giàu cái data cho con pixel của chúng ta đấy là tất cả những cái tệp lúc look lookalike thời lượng xem video, lookalike số người nhắn tin với trang, lookalike số người xem trang đích phát sinh những um, hoặc là lookalike những cái lượt đơn hàng, những người mua hàng hoặc là lookalike những cái người mà tương tác với quảng cáo đấy thì từ những uh, cái uh, Uh, chiến thuật này cái chiến lược này chúng ta mới bắt đầu vào việc là tạo quảng cáo chuyển đổi ở trên Facebook thì với trung bình một cái lượt uh, khi chúng ta bắt đầu quảng cáo chuyển đổi là khi mà chúng ta phát sinh được tầm khoảng là từ 30 cho đến 50 cái lượt gọi là lượt mua hàng của khách hàng thì chúng ta mới bắt đầu là set up quảng cáo chuyển đổi các bạn nhé thì lúc đấy nó sẽ có cái tỷ lệ thành công nó cao hơn ngoài ra thì trong quá trình chúng ta sẽ up quảng cáo chuyển đổi chúng ta phải phải giữ lại cái chiến dịch lưu lượng truy cập để lúc nào cũng sẽ là ờ tăng cái lượt mua hàng cũng như là cho pixel nó học được những hành vi ở trên trang trang đích nó được tốt hơn các bạn nhé Ok bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta uh, bật sáng của pixel lúc chúng ta set up các cái chiến dịch video tin nhắn hoặc là lượt truy cập hoặc là lượt tương tác thì đầu tiên chúng ta sẽ vào giao diện trình quản lý quảng cáo và chúng ta tạo một chiến dịch thì ở đây mình sẽ tạo chiến dịch tin nhắn các bạn nhé rồi sau đó mình nhấn tiếp tục thì mình sẽ bỏ qua bước là chuyển dịch và nhóm quảng cáo, mình chỉ tập trung vào quảng cáo để dẫn cho các bạn bật sáng cái pixel lên thôi. Các bạn truy cập vào quảng cáo, à, sau đó chúng ta sẽ cuộn xuống và nhấp vào mục sự kiện à, trên trang web các bạn nhé. Sự kiện trên trang web thì lúc này chúng ta sẽ nhấp vào, chúng ta sẽ chọn đúng cái con pixel mà chúng ta muốn theo dõi, à, muốn à, thu thập dữ liệu. đấy mình sẽ chọn là pixel à, thuật không một. thì sau đó chúng ta sẽ nhận đăng thì lúc đó cái quảng cáo thì nhà chúng ta sẽ vừa chạy để tiếp uh, tìm kiếm khách hàng mới mà vừa giúp cho các pixel chúng ta thu thập được nhiều dữ liệu của khách hàng hơn. Từ đó chúng ta sẽ nhấn làm giàu dữ liệu của pixel uh, và sau đó chúng ta chạy chuyển đổi thì nó sẽ dễ dàng cho chúng ta. Ok, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cái tư duy triển khai quảng cáo Facebook conversion thành công thì quan trọng nhất đó chính là hai cái ký chính chúng ta cần phải thực hiện những chiến dịch để giúp cho uh, làm giàu cái dữ liệu của pixel chúng ta lên. Thứ hai nữa chúng ta cần phải bật sáng cái pixel trong quá trình chúng ta set up các chiến dịch đó để giúp cho cái um, pixel chúng ta nhấn khôn hay còn gọi là uh, làm giàu dữ liệu pixel chúng ta nhấn nhất và lúc đó chúng ta mới tiến hành chạy set up cái quảng cáo uh, chuyển đổi ở trên Facebook các bạn nhé Ok bài học hôm nay đến đây là hết và hẹn gặp lại các bạn ở các cái bài học tiếp theo